Một trong chứng bệnh khác của việc xử lý ảnh mà các bạn thường hay gặp phải cũng như tôi đó là ảnh ngược sáng. Những trường hợp mà chúng ta chụp ngược sáng thì chúng ta thường hay bối rối. Thì qua bài tập này các bạn sẽ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm với một số chiêu thức đơn giản như sau. Nào mời các bạn cùng tham khảo. Thưa các bạn, cậu bé này bị chụp ngược sáng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho mặt mày cậu nổi bật lên và hậu cảnh phải được đẹp rực rỡ lên. Cách thực hiện như sau, thưa quý vị. Chúng ta nhấn kình trên Z trên tác phẩm để nhân bản lớp này lên. Và chúng ta sẽ chọn hiệu ứng cho cái lớp được nhân bản đó là hiệu ứng Strength cho nó sáng lên. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm tiếp một lần nữa kình trên Z. Chúng ta lưu ý rằng nếu ta làm lần thứ hai thì cái màu trời nó bị chát so với cái gương mặt này. Bây giờ chúng ta sẽ thủ thuật cái hình này như sau. Chúng ta chọn qua kênh Channel, bạn nhấn vào một trong những kênh ảnh tôi thấy trong ba kênh này. Thì cái kênh Blue là cái kênh mà nó có cái bề ngoài, cái ngoài nghĩa là cái hậu cảnh bên ngoài nó sáng. Do đó chúng ta sẽ copy kênh Blue này thành một cái kênh mới và ta sẽ đặt tên cho nó bằng cách nhấn nút chuột vào đây. Bạn sẽ đặt tên là mặt nạ. Rồi, sau đó bạn sẽ sử dụng hiệu ứng là Rainet và Contrast trong phần Adjustment. Đây, bạn chọn Rainet and Contrast. Bạn sẽ giảm cái phần là Rainet xuống một tí xíu và Contrast bằng cho nó rõ ràng lên, cho nó trắng lên. Rồi, ta nhấn OK. Bây giờ chúng ta sẽ trở qua phần layer. Nhưng mà trước khi qua layer, bạn giữ phím Ctrl bằng click vào phần mask, click vào đây để tạo vùng chọn và bạn hãy trở qua phần layer. Và bây giờ trên layer này, bạn chọn cho tôi cái lớp background copy 2. Bạn nhấn cho tôi cái lệnh là Shift F7 để lấy ngược cái vùng chọn mà chúng ta đang có. Rồi, sau nhấn Shift F7 xong, bạn sẽ nhấn vào trong cái mục layer mask trên đây để tạo mặt nạ cho lớp trên đây. Thì bạn thấy rằng nó sẽ cắt bỏ phần hậu cảnh bên ngoài và nhân vật sẽ được bật lên trên cái hậu cảnh này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp tục qua phần tiếp theo. Nào, bây giờ chúng ta làm tiếp tục đây. Bước tiếp theo, các bạn hãy nhân bản cái lớp background copy ở giữa này thêm một lần nữa là bằng lệnh Ctrl Z. Rồi, sau đó bạn chuyển hiệu ứng của cái lớp trên này là overlay. Overlay để chúng ta nhấn cái phần background cho nó sâu trở lại. Bạn lưu ý, bạn thấy rằng khi nhấn background sâu trở lại thì phần mặt của nhân vật lại trở nên đen. Thì như vậy chúng ta sẽ giữ phím Ctrl trên cái phần mặt nạ lớp mà chúng ta vừa tạo ở trên đây. Và bạn sẽ nhấn tôi phím là Shift F7 hoặc là Shift Ctrl Y để lấy ngược vùng chọn. Chúng ta có vùng chọn ngược. Bây giờ chúng ta đang ở lớp layer background copy 3 thì chúng ta sẽ nhấn vào mặt nạ đây. Thì bạn thấy cái mặt nạ này mục đích nó sẽ cắt bỏ đi cái phần ảnh hưởng trên phần hình ảnh nhân vật. Và bây giờ bạn hãy chọn tôi cục tẩy, cục gom. Và lưu ý là để cái cọ mềm nhưng mà hạ xuống còn khoảng cỡ 50% độ hardness. Và bạn cho tôi phần opacity cỡ 50%. Chúng ta sẽ tô trên phần gương mặt. Nhớ là ta chọn phần mắt, mặt nạ. Ta tô trên phần nhân vật để ta xóa đi. Ta xóa đi trên nhân vật. Mình thấy xóa đâu nên sẽ sáng ra đến đó. Rồi, tương tự như vậy, bạn hãy chọn cho tôi cái lớp trên đây, trên nhân vật này. Và chúng ta sẽ thực hiện xóa bằng cái phím X cho màu trắng. Màu trắng xuống dưới nó ngược lại với cái phần hồi nãy, cho nó sáng này lên. Rồi, thưa quý vị, bây giờ nhân vật đã được sáng rực rỡ trên cái nền và không có bị tương phản gì cả. Bây giờ chúng ta qua bước tiếp theo, chúng ta giữ Ctrl, chúng ta click trên nhân vật. Click trên nhân vật đây, click đây cũng được hoặc click đây cũng được, quý vị muốn click chỗ nào cũng được cả. Hoặc là quý vị chọn qua phần là Channel, các bạn chọn đây, click lên đây. Rồi,
Bạn trở qua layer và bạn nhấn cái tôi là Shift Ctrl Y, lấy ngược cùng chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cân cho hình ảnh của nhân vật cho được đẹp hơn, ta chọn cái lớp này. Ta chọn cái lớp dưới này hoặc lớp này cũng được, nhận lớp này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hiệu ứng là Brightness và Contrast trên đây. Mình tăng cường sáng tối cho ảnh nhân vật sáng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gộp tất cả các lớp lại bằng lệnh Flatten, gộp lại bằng Flatten đi mày. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng sau đây, thưa quý vị. Chúng ta chọn bằng hàng lớp thế này, bạn chọn từ hiệu ứng là Color Balance để chúng ta cân màu lại cho nhân vật, ta tăng cho nó qua đây đỏ hơn, cam hơn. Rồi ta tăng phần sáng cho nhân vật. Rồi phần tối. Sau khi xong thì quý vị hãy làm thêm một lần nữa. Cũng trên lớp này ta giữ đây, ta giữ vùng chọn này và ta sẽ tăng phần sáng tối cho hình ảnh mà chúng ta vừa xử lý. Ta tăng sáng lên, tăng phần sáng nhiều nhiều lên tí xíu. Và chúng ta nhấn phần contrast xuống. Thì thưa quý vị, với những thao tác rất là đơn giản, chúng ta đã vừa hoàn tất xong tác phẩm đưa nhân vật là từ tối như là ngược sáng về tác phẩm tương đối rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cho so sánh giữa hai cái hình ảnh, một cái chưa xử lý và một cái đã xử lý. Muốn làm điều đó, chúng ta sẽ nhân bản ảnh này lên, là duplicate. Chúng ta để cái hình mà vừa xử lý xong qua một bên. Rồi sau đó chúng ta chọn hình góc. Chúng ta chọn hình góc này. Rồi bây giờ các bạn nhấn tôi là F12 để hoàn nguyên với lại, bạn thấy nó khác nhau một trời và một vực.